Làm cái gì đi tò tò theo tôi hoài vậy? Trời ơi, em nghĩ sao đi không đi tò tò theo em? Em sao vậy? Ủa? Dạ. Cậu là ai vậy? Dạ, chào chú. Ủa chú gì? Dạ. Có quen biết gì đâu, tự nhiên kêu tôi bằng chú, tôi với cậu cũng cũng xem nhau mà. Ý chú nói là con già giống như chú vậy hả? Không, tôi chưa già, tôi trẻ. Trẻ gì mà con nói chú nghe, con. À. Là đúng nghĩa là trẻ trung, cho nên là con muốn có trên có dưới đàng hoàng. Thì con xin được gọi chú bằng chú nha. Chứ anh em con thấy nó bị hơi thất lễ. Thôi, muốn gọi gì gọi, dạ, đừng lấy tiền tôi được rồi. Okay. Dạ, thưa chú, con xin tự giới thiệu với chú. Con tên là Thiên, là chồng sắp cưới của Hương đây. Ủa sao kỳ vậy Hương? Lúc mà em tới đây đăng ký ở chú, nhà chú, đây là vợ của con. Mà con kêu chú bằng chú, thì đây không có kêu bằng con luôn với chú. Cho nó gì? Là công ty trật tự đàng hoàng. Dạ. Nó cũng hơi trẹo miệng, trẹo mồm nhưng mà thôi. Dạ, đáng đi chú. Dạ. Hương à, con lúc mà con tới đây con đăng ký ở là con nói là con là độc thân mà chưa có gia đình mà tự nhiên giờ có chồng là sao? Dạ tôi hỏi anh nè. Anh đừng có đi riêu ra tùm lum là tôi làm vợ anh là nha. Tôi vợ anh hồi nào? Vì tôi hỏi anh làm gì tò tò đi theo tôi hoài vậy? Thì anh dai như đĩa vậy? Thì anh yêu em, với lại là ở dưới là người ta đã chuẩn bị hết rồi, chuẩn bị mời hai bên rồi, cô bác cũng đầy đủ hết rồi, thì mình phải cưới nhau chứ em. Có cưới hỏi gì trơn á, ai chuẩn bị kệ người ta. Em nói vậy sao được, em làm vậy ba mẹ em buồn chết. Em hiểu không? Em phải nghe cái câu ông bà xưa mình nói là cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đó. Nếu anh muốn làm đứa con ngoan á thì anh lo đi về quê á, anh phụng sự ba mẹ của anh nha. Chuyện của tôi anh đừng có xía vô, đừng có đi theo tôi nữa. Em nói vậy không được. Em có biết là lúc mà em bỏ đi á, ba em đau khổ hút thuốc liên tục, còn mẹ em thì nước mắt lưng tròng, gọi điện thoại hết nhà này đến nhà nọ, đi từ chỗ này thôi được rồi. Xin lỗi anh à, lúc tôi bỏ nhà tôi đi á, tôi đã viết thư lại cho ba má tôi đàng hoàng. Trời ơi, em nói vậy mà em không thương ba mẹ em gì hết. Ờ sao ba mẹ đâu biết đọc chữ đâu chú. Hả? Làm sao đọc được thư? Trời, chắc không đọc, dò bỏ thùng rác rồi. Chính xác. Ủa vậy vút thùng rác mà mai của con là con rể sắp cưới, cho nên con thấy được cái lá thư nằm trong thùng rác, con bươi thùng rác ra, con cầm được lá thư và con đọc. Con mới dò hỏi lắm, con mới lên được tới đây chú. Rồi, cũng may có rể quý như con biết đọc chữ. Dạ chú. Thôi đi, bây giờ tôi nói ông nghe nè. Dạ. Tôi nhắc lại một lần nữa là tôi không có lấy ông nghe. Ông đi về quê giùm tôi cái đi. Ủa ông Kiệt, Hương có mặt ở đây anh chắc được rồi. Đây cái gì vậy? Sẵn đây nè, tôi giới thiệu cho anh biết luôn. Đây người yêu của tôi. Yêu chỉ cần gật đầu thôi. Ăn bậy chứ không được nói bậy. Đừng. Nè, hai tay anh không có được làm bậy nghe chưa? Nghe chưa? Đây là chồng sắp cưới của người ta. Anh đừng có phá gia can. Gì chị? Chú. Gì? Chú thấy không chơi? Gì? Đừng. Chú gì đâu? Chú làm gì? Hừ. Gì? Em nghĩ làm sao? Làm. Em lấy cái ông bác này mà ông nói em nói ông bác này là chồng của em là sao? Sao là sao? Gì? Là sao? Bà có biết gì về Hương đâu? Con mới là yêu Hương này. Đó, nè, mặc áo Hương là bà thấy không? Tôi yêu Hương cái mặc áo Hương hả? Chính xác. Mặc áo Hương người ta nói là giới tính không rõ ràng, hả? Hiểu không? Làm gì giới tính không rõ ràng? Thì sao? Bác nói bà yêu Hương sao má ba mặc áo gì đen thui vậy? Ủa? Hả? Tôi muốn mặc áo gì ta mặc rồi sao? Đây ta cặp này đó, đó rồi sao? Bây giờ con hỏi bác này. Rồi sao? Bác yêu Hương đúng không? Hả? Bác không? Bác biết tại sao tên Hương không? Rồi bác biết Hương bao nhiêu tuổi không? 30 tuổi đúng không? Bác có biết Hương thích gì không? Thích trai đẹp. Bác biết Hương thích trai đẹp thì bác nghĩ lại đi. Thì làm sao Hương quen một người đàn ông xấu quắc như bác được? Không biết. Hỏi Hương đừng hỏi tao. Mình sao vậy Hương? Sao tự nhiên người thích hoài tay không? Tôi thích đó. Đi được không? Nghe rõ chưa? Anh ta thích. Đừng. Trời ơi tôi thích quá. Hồi xưa đâu có nhăn dữ gì giờ tự nhiên nó nhăn, tao nói giống như là chân gì đó chứ không phải là chân chim nữa. Tóc tai thì chú vậy. Ê chuyện gì con cái gì mày đi vô phòng tao mà mày không có hỏi, mày không gõ cửa, mày đi thẳng vô phòng tao đi đâu vậy? Con ra con gõ cửa. Thôi mày vô đi, tao mệt mày quá. Chuyện gì mà chú? Chuyện gì chú ơi? Cứu con. Cứu cái gì? Cứu lại chú. Cái gì mày khỏi lại? Chết con rồi chú ơi. Cái gì? Hương. Hương sao? Hương bây giờ không còn là Hương nữa. Hương thay đổi hết rồi chú ơi.
có nghĩa là thay đổi là nó ăn uống bậy bạ rồi nó bị dị ứng rồi nó sưng mỏ sưng đầu sưng tay cái gì. Trời ơi, giờ này tự chú nó hết thôi. Giờ này chú còn nghĩ ba cái chuyện tào lao đó chi nữa. Là sao? Nó biến đổi hả? Hương thay đổi, Hương giống như là một cõi. Cõi gì? Cõi gì? Đâu, cái gì? Trời đất ơi. Chú. Chuyện gì vậy? Nó chú. Ở đâu ra vậy? Nó cũng con chú ơi. Hả? Hương hả? Chào chú. Chú. Tối qua, con đã nằm mộng. Và con đã gặp được Thánh Mẫu Nương Nương. Đó, đó chú ơi. Thánh Mẫu Nương Nương hả? Bà nói gì? Cho số đi, chú đi đánh liền nè. Trời ơi. Chú à. Giỡn gì nữa nè. Trời ơi. Thánh Mẫu Nương Nương chứ không phải là Thánh Đề mà cho số nha chú. Thánh Mẫu Nương Nương đã nói với con rằng kiếp trước và ngàn kiếp trước con là tiên nữ ở trên trời. Do con vi phạm tội lỗi trên thiên đình mới bị đài xuống trần gian. Cho nên Thánh Mẫu nói khi nào con trả hết nghiệp ở đời thì con sẽ được quay về chốn Bồng Lai. Cho nên Thánh Mẫu nói với con không được sa vào những sân si, những tình cảm yêu đương ở cõi trần. Có như vậy con mới có thể tịnh tâm tu dưỡng, mới có thể hóa giải được nghiệp và trở về trên tiên cảnh. Em bên lòng chặt dài với anh vậy sao không? Thánh Mẫu đã phán như vậy rồi và lòng ta cũng đã quyết. Mong anh đừng làm vướng víu con đường tu hành của ta. Ta với anh đến đây tình duyên chấm dứt, anh hãy quay trở về đi. Chú. Gì hả chú? Thánh Mẫu phán luôn hả chú? Nó phán gì thì thôi, thì mày tự hiểu đi. Chú. Gì thì chú? Cái gì? Chú đi lấy con dao cho con. Thôi. Bà mày, thiệt. Cái chuyện đâu còn có đó, con không có được làm bậy. Hiểu không? Con chuyện không có thể này, nào. Chú phải lấy con dao cho thôi. Con. Trời đất ơi, mày nghĩ sao vậy? Chính chú phải làm điều đó. Không. Cạo đầu con. Để con đi tu theo thường chú. Con lại chú. Chú làm đi. Chú làm đi. Chú lấy dao cắt đi. Chú cạo đầu con đi. Tao nói nín. Nó nói vậy mày tin hả? Thì yêu con cha lùn bà tử. Bây giờ nó đi tu thì con phải đi tu theo. Mày bị khùng. Cái thằng cha hai teo đó, thằng cha lùn, cha xấu quắc vậy đó. Mày nghĩ sao nó yêu được vậy? Nó chỉ mượn thằng cha thôi. Mượn thằng cha đi làm cái bức bình phong để mà từ chối khéo cái tình yêu của mày đó. Chú à. Hả? Thánh Mẫu đã nói như vậy, con không bao giờ trái lại lệnh Thánh Mẫu được chú à. Thôi tôi lại bà. Bà xúc cho giùm gương tôi cái đi. Trời phải ơi. Vậy không chú? Chú nói đi. Có đúng bao nhiêu lời chú nói không? Chắc chắn là như vậy. Chú chắc chắn đúng không? Chắc chắn. Em Vĩnh biệt em. Nó đi rồi. Xúc đi. Trời chú ơi, sao chú biết con diễn hay quá vậy? Vậy là con thoát nợ rồi, không có còn bị cái đuôi lẻo đẻo đi đằng sau nữa. Nhưng mà vậy, mấy mốt công an tới đây điều tra thì mày đừng có khai tao được rồi. Vậy chú, tự nhiên liên quan gì công an điều tra ở đây? Nó đi ra ngoài, nó nhảy cầu, nó chết đó. Hả? Chào em. Em ơi. Anh ngồi đây nha. Rồi. Em nhìn dễ thương đáng yêu quá. Em tên gì vậy? Em tên Tím hả? Tên Tím.
Phải tím không? Bông, lá, mèo, lỗ tai, tóc. Sao tên? Sao em nói không được vậy? Em bị câm hả? Trời ơi, ôi thấy thương quá à. Thấy thương quá, đi chết chung quá, đi chết chung quá, đi chết chung quá đi. Em bị đau họng đúng không? Trời ơi dễ thương quá à. Em có bạn trai chưa? Chưa có bạn trai luôn. Vậy làm bạn gái anh nha. Làm bạn gái anh đi nha. Thôi. Làm bạn gái rồi mất công tìm hiểu nhau lâu rồi, rồi phải quá trình này nọ, anh quyết định vậy luôn, đám cưới luôn nha. Về quê làm cô dâu anh nè, làm dâu của ba má anh, em sẽ làm vợ của anh. Anh thứ hả? Gì anh bị khùng hả? Anh bị khùng làm gì đưa về quê? Đám cưới. Đám cưới gì? Mà sao tào lao vừa phải thôi chứ. Tào lao gì? Chuyện hôn nhân là cái chuyện đại sự, anh tưởng cái chuyện vẫn chơi hả? Tôi từ chối anh là một chuyện, còn cái chuyện anh muốn lấy vợ thì anh phải từ từ chứ, anh phải tìm hiểu, anh mới gặp người ta mà tự nhiên anh đòi cưới. Trời ơi, tôi không cần biết cậu là ai, tôi mới chơi là tôi cưới là tôi cưới, cô nghe chưa? Ảnh không có cần biết tôi là ai hết á, mình cưới đi anh. Không cần biết em là ai, anh không cần biết em từ đâu, và anh không cần biết em ngày sau, phải không anh? Không, bình tĩnh, có cái này anh cần biết nè. Gì anh? Sao cái giọng của em nó giống đàn ông cái gì? Còn em bị đau họng. Không có sao, cái giọng em giống đàn ông thôi, nhưng mà nhìn em thì anh ơi anh, tất cả những gì mà người phụ nữ thiệt làm được là em làm được hết luôn đó anh. Anh cưới em đi nha. Cái gì? Phụ nữ thiệt là sao? Phụ nữ thiệt làm được là em làm được, em làm được hết á. Là sao? Là ý em sao? Cô không thiệt. Không thiệt mà là em chuyển giới rồi. Chuyển giới rồi, làm trăm trăm làm gái rồi nè anh. Lấy đi, đem về quê cưới liền đi. Bình tĩnh. Nghe nói nè. Hồi nãy giờ anh ấy thôi. Thì anh là chồng em, em là vợ anh. Không, anh giỡn hả? Cưới ơi anh. Thôi, anh giỡn thôi. Bên ta, cả khi ta khó khăn nhất vẫn luôn luôn tin ta, chăm sóc ta bao điều. Lúc lời tin nhắn, mong tối từng xu nè, nào thì cha xét như hoàng thư. Yên mà, vừa yêu của anh ơi, em là tình yêu của anh đó. Cùng nhau ta đi chung, qua bao chặng đường dài. Và rồi mai sau, mãi mãi là của nhau.